Đầu tiên là với Quân nè, tức là ai cũng biết là bây giờ Quân đang đạt một cái điểm rơi rất là đẹp về giọng hát rồi. Quân nói Quân hát 20 bài thôi nhưng tôi chắc là Quân hát 30 đến 35 bài cũng được. Tại vì vốn là không biết là Quân có tự nhận cũng biết được không, nhưng mà nên thấy là vị trí âm thanh của Quân lúc nào cũng chuẩn hết á, hát mấy chục bài cũng đều được. Rồi nói như vậy để làm gì? Để biết rằng là Quân, ai cũng biết Quân hát hay rồi, thì lần này Quân có bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình hay không, và bước ra vùng an toàn bằng cách nào, và cái chuyện mà bước ra khỏi vùng an toàn với một cái giọng hát đặc sắc như Quân là rất là khó. Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khi mà Linh biết anh Đức Trí sẽ làm cái lớp âm nhạc lần này cho show của Quân, thì Linh biết anh Trí tính nói gì, nhưng mà Linh muốn hỏi cảm xúc và chia sẻ thêm từ phía Quân là vì sao là Đức Trí và Quân mong chờ gì từ anh Đức Trí. Ai mà đã tới thì quá rồi. Đã tới thì ok, còn khó quá chị mình. Đúng người đúng không? Xịt keo đâu mà. Em có chị Linh, em hỏi câu hỏi đầu tiên là là sau này thì có bước ra khỏi vùng an toàn hay không? Thật ra em thấy xưa từ xưa tới giờ em hát chưa bao giờ là an toàn. Mỗi lần em hát đều có sự nhiều sự nguy hiểm khác nhau, và sự nguy hiểm nhiều nhất chính là không thuộc lời. Thì em nghĩ là cái lần này là một cái lần để mà mình thể hiện bản thân mình rõ ràng nhất. Tại vì có rất nhiều người theo dõi hành trình âm nhạc của em thì mọi người thấy là ở cái thời điểm trước cách đây khoảng 2 năm về trước thôi, là em là một người mọi người xem mọi người thấy Quân vẫn hát rất là rõ ràng, hát rất là kiểu rất là nhút nhát, hát kiểu như là sợ không biết là nếu mọi người có đang nghe mình hay không. Thì ở 2 năm gần đây thì em cảm thấy là mình tự tin hơn nhiều về cái việc thể hiện của bản thân mình trên sân khấu, cho nên em rất là mong chờ ở anh Đức Trí ở em nghĩ hai câu hỏi của chị Linh có thể gộp lại thành một, đó là em rất là mong chờ anh Đức Trí, tại vì em có cơ hội được làm việc với anh Trí một vài lần. Thì em nghĩ là, và anh em cũng nói chuyện với nhau rất là nhiều, thì em nghĩ là anh Tý cũng có thể hiểu được em một chút. Và em cũng rất là trông chờ có một nhóm âm nhạc thật là cắt tay cho mình ở cái live show lần này. Và em có nói là trong cái phần chưa bao giờ trong cái live show của em thì em muốn làm có nhiều cái mới mẻ hơn mà mọi người chưa thấy bao giờ ở Trung Quân. Đó nên là em rất là mong là anh Tý sẽ giúp em phần này và đưa em ra khỏi vòng nguy hiểm chứ đã, rồi mới an toàn được sau. Của Quân cũng có sẽ có quan tâm, cũng có những cái màn hình chạy lời, không có sợ. Nhưng mà tại sao bạn ấy nó sợ? Là tại bạn này nó phải suy về cái chuyện đó, là đúng như rằng cái bài của bạn Trung Quân hát thì cái thằng bạn nó chạy lời nó chạy sai. Mà không biết là bao nhiêu lần rồi. Giết đi lần, không thấy lần nào cũng vậy luôn. Rồi không có đang hát bài sau một chú trường tiếng hát bài luôn á, mình hát hay lắm, hay xong thì cái lần kia cũng buồn. Cái lời hát hẳn của tôi nó chết chan rồi, làm sao bây giờ hát được? Nói chung là hơn là xui cho mọi người đẹp. Thì đó em nghĩ là sợ có lời là vậy đó. Em nghĩ là mình nên trả lên lương để bút một cái bạn chạy lời. Đầu tư chạy ra chạy xịn hơn thì sao lại lo. Với lại mọi người, em không biết mọi người các nghệ sĩ có giống Quân không, nhưng mà em có một cái tập là khi mà mình hát, mình hay nghe mình hát cái gì. Đúng không ạ? Mình hay tập trung mình nghe mình hát cái gì. Xong nhiều khi mình đang hát cái điểm đọc Nhưng mà coi như đó.